Những ngày gần đây, nhiều địa phương trên cả nước đang rơi vào tình trạng quá tải khi nhiều người dân đổ xô đi làm căn cước công dân gắn chip. Có thể thấy, với nhiều ưu điểm tiện lợi cùng mức độ bảo mật cao, căn cước công dân được nhiều người quan tâm và muốn nâng cấp là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, để có thể hạn chế tình trạng chen chúc, chờ đợi nơi đông người cũng như tiết kiệm thời gian, hiện nay bạn có thể thực hiện đăng ký căn cước công dân trên Zalo một cách nhanh chóng, dễ dàng. Cụ thể, để có thể đăng ký căn cước công dân gắn chip trên Zalo, bạn thực hiện theo các bước sau. Bước 1, đăng nhập vào Zalo phiên bản mới nhất, ứng dụng hiện có mặt trên các nền tảng iOS và Android. Bước 2, tại khung tìm kiếm, bạn nhập vào công an khu vực bạn cư trú, sau đó chọn quan tâm. Bước 3, tại trang thông tin, bạn chọn ủ thủ tục, chọn tiếp cấp căn cước công dân. Sau đó, tiến hành điền đầy đủ thông tin vào tờ khai căn cước công dân tờ khai điện tử. Nếu Zalo của đơn vị công an khu vực bạn cư trú chưa cập nhật, bạn có thể vào trực tiếp link này để điền tờ khai căn cước công dân, rồi thực hiện các bước tương tự tiếp theo. Bước 4, chọn ngày lên nộp của bạn, ngày đi nộp sẽ trong 7 ngày theo danh sách chiều thứ bảy và ngày chủ nhật không làm việc. Khi đã có sẵn tờ khai online, bạn chỉ việc đến cơ quan công an theo đúng ngày đã đặt lịch rồi thực hiện tiếp các công việc còn lại như lấy dấu vân tay, chụp ảnh. Mọi thứ lúc này sẽ trở nên thuận tiện hơn rất nhiều khi bạn không phải tốn thời gian đợi đến nơi rồi mới xếp hàng, lấy số thứ tự, điền đơn. Cách thức này cũng giúp bạn hạn chế tiếp xúc nơi đông người, đồng thời giảm tải quy trình cho các cán bộ tại đơn vị thực hiện cấp căn cước.